Xin chào các bạn, hiện tại Ngọc Vân đang có mặt tại sân thi đấu cụm 4 sân mái che Bộ Công an, nơi diễn ra giải đấu Ace Tennis Master Cup. Không khí tại nơi đây thực sự đang rất là cháy và chúng ta có thể cảm nhận điều đó rõ rệt qua nét mặt cũng như là tinh thần thi đấu của mỗi vận động viên. Ngay lúc này đây thì hãy cùng theo chân Ngọc Vân nhé. Như một ngày hội rất là sôi động, mọi người thi đấu rất là nhiệt tình và nhiệt huyết, cống hiến những trận đấu nảy lửa. Rất là hài lòng khi đã có mặt trong buổi A tennis thi đấu ngày hôm nay. Thế là trình độ của các bạn tương đối tốt, đồng đều, rất đồng đều. Và còn chỉ có một hai bạn nhỉnh hơn nhưng mà anh nghĩ là tương đối đồng đều, rất tốt. Giải, anh nghĩ là giải chuyên môn rất là tốt. Cũng như là mọi năm, mỗi lần A tổ chức giải thì anh em đều rất là đông đủ và rất là sôi động, rất là máu lửa. Điểm đánh giá thì anh nghĩ anh mạnh nhưng mà hóa ra là anh nghĩ là anh đôi ứng kỳ với vô địch, mà thực ra là đôi lót đường. Không ngờ là may mắn là anh chui vào sâu như này. Mình mới cố thôi. Và các vận động viên chất lượng càng ngày càng cao. Rất là vui mừng vì mình có thể được cọ sát như thế này. Tất cả những đối thủ ngày hôm nay đều rất là mạnh và thi đấu rất nhiệt tình, cống hiến những trận đấu rất là nảy lửa cho cống hiến khán giả, những người xem ngày hôm nay. Về cơ bản thì anh thấy là trình độ mọi người khá là tương đồng và mọi người thi đấu rất là cố gắng. Đang nghĩ là có hai đôi của bên Liên Hiệp, họ đánh rất là đều và rất hiểu ý nhau. Mình nghĩ là các bạn sẽ vô địch. Rất mong muốn là có thể là một quý nữa thì 4 lần như này rất là vui. Như với anh thì có một chút vui mừng và thích thú khi đánh giải. Nó thật là 2 năm vừa rồi là gần như chúng ta không được tham gia kỳ giải nào. Và một chút căng thẳng là sau thời gian luyện tập người ta như thế thì mình sẽ thể hiện được gì trong cái giải đấu này. Được tham gia giải là một điều rất là vui. Và rất là cảm ơn A tổ chức một cái giải như này để anh em có thể được thể hiện mình.